hái bông của người ta nè. Trời ơi, đi lại hái bông nữa. Đây là nơi mà Nicky thường thực hiện các hoạt động ngoài trời. Nicky cẩn thận té con ơi. Đi theo mấy anh chơi. Chúng đi lại ba đi của mình. Đi đâu à? Tại sao người ta mà bắt người ta xuống để cho người ta lên?
đây con nói con lại anh sao kìa anh xuống được kìa, quay lại bắt mẹ sao xuống. Nikki chơi cầu trượt đi. Đó, đang chạy đi tìm mấy anh nữa đó. Sao? Stop hả? Xuống hả? Ok. Thấy anh đu, bắt anh leo xuống. Tối ở dưới đây trẻ con cũng chơi đồng lắm cả nhà. Đi chậm thôi. Con đi đồng nào. Chị Xin ơi, đi được không? Chạy theo mấy anh suốt. Trò chơi, lúc đi chơi không mệt nghỉ luôn. Dắt mẹ đi mua kẹo hả Nikki?
Nicky đang cầm con gì? Đi vô siêu thị mới con vừa cho con vừa đây. Con nó con gì? Thôi của Nicky à. Đây nè. Cô chú xem thôi vô mua con này. À thôi à, rồi đi. À thôi đi về nhà chơi thôi nha. Ok. Nicky đi chơi xong vô siêu thị mua bánh dinosaur về nhà. Wow, T-Rex hả? Ngon không con? Ngon, Nicky ăn dinosaur T-Rex à? Đâu còn con dinosaur nào nữa, Nicky đưa lên mẹ coi nào. Con đó là con gì? Dinosaur bị bể. Ồ, dinosaur bị bể rồi hả? Ừ, con ăn đi. Ăn xong rồi coi còn dinosaur nào nữa. Này là phải dinosaur. Không, nghe gì con nha. Nè, dinosaur. T-Rex nè. Đây là dinosaur T-Rex của Nicky này. Ngon không con? Rộp luôn. Nicky ăn nhai rộp. À thôi của Nicky á hả? Nicky con này con gì? Con này con thật cá sấu hả? Con này à, không phải, con này Nicky biết á. Hedgehog. Oh, hedgehog à. Hay vậy. Còn con này? Rhino. À, rhino hả? Hippo. Oh, hippo. Oh, wow, Nicky say. Con gì? Chó. Con chó hả? Không. Con gì con? Mẹ nhìn con đó không ra rồi. Horse. Hi horse. À, con này con gì nè Nicky? Giraffe. Oh, giraffe đó hả? Wow. Còn con này? Con này con gì? A rabbit. Rồi Nicky ăn đi, nhâm.